Chào mừng các em học sinh đã đến với series giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 của Anh ngữ Jim. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần Skills 2 của Unit 2 nhé. Trong Skills 2, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập hai kỹ năng chính, đó chính là kỹ năng listening là kỹ năng nghe và sau đó là kỹ năng writing là kỹ năng viết. Ở phần đầu tiên, phần kỹ năng listening thì chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập đầu tiên nhé. Ở bài tập đầu tiên này, chúng ta sẽ cần làm việc theo cặp và nhiệm vụ của chúng ta đó chính là bàn luận với nhau về chủ đề What do you like or dislike about life in the countryside? Bạn thích hay là không thích điều gì về cuộc sống ở nông thôn? Chúng ta có rất nhiều cách để trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào quan điểm riêng của chúng ta đúng không nào? Tuy nhiên thì ở đây cô sẽ đưa ra một gợi ý về cách trả lời mà chúng mình có thể tham khảo nhé. Do you like life in the countryside? Yes, of course. I love quiet and peaceful villages. I can do many activities in nature such as going fishing, flying a kite, and swimming in a lake. I think it's very enjoyable to live in the countryside. Tạm dịch ra sẽ là, tất nhiên rồi, tớ yêu những ngôi làng yên tĩnh và thanh bình. Tớ có thể làm rất nhiều hoạt động ở trong thiên nhiên như là đi câu cá, đi thả diều và bơi ở trong hồ. Tớ nghĩ rằng cuộc sống ở nông thôn rất là thú vị đấy. Và tương tự như thế, đối với phần mình không thích thì mình có thể hỏi partner của mình là Do you dislike life in the countryside? Để bạn ấy có thể đưa ra những quan điểm mà bạn ấy có thể là chưa thích lắm về đời sống ở nông thôn đúng không nào? Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang bài tập thứ hai là bài tập củng cố kỹ năng nghe nhé. Ở bài tập thứ hai này, chúng ta sẽ được nghe 3 người nói về chủ đề đời sống ở nông thôn. Và nhiệm vụ của chúng ta sẽ là nối những opinions, những quan điểm này với lại speaker mà đã nói ra hay là đề cập đến quan điểm đó đúng không nào? Trước tiên, để cho phần nghe của chúng ta có thể dễ dàng hơn và mượt mà hơn, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua một chút xem là những opinions này sẽ ra sao nhé. Đầu tiên, đối với opinion A, I don't like rural life because there are not many good schools and colleges, and entertainment and means of transport are very poor. Tôi không thích đời sống nông thôn lắm vì không có nhiều trường học tốt và việc giải trí hay là giao thông công cộng thì cũng rất kém nữa. Opinion B, I like rural life because the people here are close to each other. Tôi rất thích đời sống ở nông thôn vì mọi người ở đây gần gũi với nhau. Opinion C, I want to live in the countryside because there are many things I can't easily do in the city. Tôi muốn sống ở vùng quê bởi ở đó có những điều mà tôi chẳng bao giờ có thể làm được ở thành phố. Vậy là chúng mình đã có thể nắm được tổng quan về những opinions này rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau nghe bài nghe để xem là speaker nào sẽ có quan điểm ra sao về life in the countryside nhé. Chúng mình cùng bắt đầu nghe nhé. Unit 2. Life in the countryside. Page 25. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen to three people talking about life in the countryside. Choose the opinion that each speaker expresses. Speaker 1. I choose to live in a village because the relationships between people here are very good. There is a great sense of community here. The people welcome neighbours to their homes. They are always willing to help each other. They share almost everything with one another. Speaker 2. There are many things I don't like about life in the countryside. There aren't many good schools or colleges. It's boring here because there aren't many places for entertainment like theatres, cinemas, etc. Transportation is another big problem. There are few means of public transport. And in general, there are many things that we should do to improve the life of villagers. Speaker 3. I love to live in the countryside. It is spacious. We can do many, many things that are hard to do in the city. We can go swimming, play football, fly kites, and do other interesting things. Life is also peaceful and simple here. Alright, vậy là chúng mình đã vừa được nghe quan điểm về life in the countryside của 3 speaker rồi đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau nối xem là speaker nào sẽ có quan điểm như thế nào nhé. Đầu tiên, đối với speaker 1, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng quan điểm trùng khớp với ý kiến của speaker 1 sẽ là quan điểm B. I like rural life because the people here are close to each other. Tại sao lại như vậy? Bởi vì ở trong phần nói của speaker 1, chúng ta có thể nghe thấy thông tin rằng là I choose to live in a village because the relationships between people here are very good. The people welcome neighbors to their homes. They are always willing to help each other.
They share almost everything with one another. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy ở đây rằng người A đã đề cập đến việc là mối quan hệ giữa mọi người tốt như thế nào. Họ luôn luôn chào đón hàng xóm đến nhà này, họ sẵn sàng giúp đỡ nhau và họ chia sẻ với nhau về mọi thứ. Vậy cho nên chúng ta có thể tổng kết lại rằng speaker 1 sẽ có quan điểm rằng là mình rất là thích đời sống ở nông thôn bởi vì mối quan hệ giữa mọi người ở đây rất tốt, mọi người rất thân thiết với nhau. Vậy nên speaker 1 chúng ta sẽ nối với đáp án B. Đối với speaker 2 thì chúng ta thấy quan điểm trùng khớp với lời nói của speaker 2 sẽ là đáp án A, đúng không nào? Bởi vì trong phần nói của mình, speaker 2 đã đề cập đến rằng là There are many things I don't like about life in the countryside. There aren't many good schools or colleges. It's boring here because there aren't many places for entertainment. Transportation is another big problem. There are few means of public transport. Người B đã đề cập đến rất nhiều điều mà mình không thích ở đời sống vùng quê như là không có trường học tốt này, không có nhiều nơi giải trí như là theaters, cinemas. Và ngoài ra thì ở quê cũng có ít phương tiện giao thông công cộng nữa. Thế cho nên speaker 2 cảm thấy không thích đời sống ở nông thôn. Và cuối cùng, đối với speaker 3, đáp án của chúng ta sẽ là opinion C. Ở đây chúng ta có thể thấy speaker 3 trong phần nói của mình đã đề cập đến việc là We can do many, many things that are hard to do in the city. We can go swimming, play football, fly kites, and do other interesting things. Mình có thể làm rất nhiều những việc mà khó có thể làm được ở thành phố, như là go swimming, đi bơi, play football, chơi đá bóng, fly kites, thả diều và còn rất nhiều những hoạt động khác nữa. Và thông tin này thì trùng khớp với đáp án C, đúng không nào? Ở bài tập thứ 3 này, nhiệm vụ của chúng ta đó chính là nghe lại phần chia sẻ quan điểm của ba speakers một lần nữa và sau đó chúng ta sẽ dựa trên những thông tin mà chúng ta nghe được để chọn ra những đáp án A, B, C sao cho đúng để có thể fill in the gap, điền vào những ô trống ở trong các câu từ 1 đến 5 đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau nghe lại phần chia sẻ của các speakers nhé! Unit 2. Life in the Countryside. Page 25. Skills 2. Listening. Activity 3. Listen again and choose the correct answer, A, B, or C. Speaker 1. I choose to live in a village because the relationships between people here are very good. There is a great sense of community here. The people welcome neighbors to their homes. They are always willing to help each other. They share almost everything with one another. Speaker 2. There are many things I don't like about life in the countryside. There aren't many good schools or colleges. It's boring here because there aren't many places for entertainment like theatres, cinemas, etc. Transportation is another big problem. There are few means of public transport. And in general, there are many things that we should do to improve the life of villagers. Speaker 3. I love to live in the countryside. It is spacious. We can do many, many things that are hard to do in the city. We can go swimming, play football, fly kites, and do other interesting things. Life is also peaceful and simple here. Alright, vậy là vừa rồi chúng mình đã được nghe lại một lần nữa phần chia sẻ quan điểm của các speakers rồi đúng không nào? Cô tin rằng chúng mình bây giờ sẽ không gặp phải bất kỳ khó khăn gì khi chúng mình làm bài tập số 3 đúng không nào? Bây giờ chúng mình cùng nhau đi đến câu đầu tiên nhé! According to speaker 1, there is a great sense of in his village. Và rất dễ dàng chúng ta có thể nhận ra rằng trong phần trả lời của người đầu tiên thì bạn ấy đã đề cập đến việc là there is a great sense of community here. Vậy cho nên đáp án đúng của chúng ta ở câu này chắc chắn sẽ là đáp án C, community luôn. Còn đối với đáp án security, an toàn hay là duty là trách nhiệm thì không hề được nhắc đến ở trong phần câu trả lời của speaker 1 đúng không nào? Alright, tiếp theo câu thứ 2. Speaker 1 says that people in his village are very... Trong bài nghe thì chúng ta đã nghe được rằng là những người dân làng này thì luôn luôn chào đón hàng xóm đến nhà này, luôn sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ mọi chuyện. Thì các thông tin này đều chỉ ra rằng là những người dân ở ngôi làng của anh ấy thì rất là supportive, right? Luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau. Tương tự như vậy, chúng ta có câu 3. In speaker 2's opinion, what is a big problem in the countryside?
thì chúng ta đã nghe được rằng là trong phần trả lời của người thứ hai thì bạn ấy đã đề cập đến việc rằng là transportation is another big problem. There are few means of public transport. Thế cho nên, theo quan điểm của bạn thì transportation, giao thông là một vấn đề rất lớn ở vùng nông thôn. Còn the cost of living là chi phí sống hay là safety là sự an toàn thì bạn ấy không hề nhắc đến trong phần trả lời của mình đúng không nào? Câu 4. Speaker 2 says that they should do something in the countryside. Trong phần bài nghe vừa rồi thì chúng ta đã nghe ra được một thông tin, đó chính là And in general, there are many things that we should do to improve the life of the villagers. À, có rất là nhiều việc mà chúng ta nên làm để có thể cải thiện đời sống của người dân ở vùng nông thôn đúng không nào? Thế cho nên đáp án của chúng ta chắc chắn sẽ là đáp án A. Còn prevent crime là ngăn chặn tội phạm hay là protect nature, bảo vệ thiên nhiên thì không đúng với những gì mà bạn ấy đưa ra trong câu trả lời của speaker 2 đúng không nào? Và cuối cùng chúng ta có câu 5. According to speaker 3, life in the countryside is peaceful and... Ngay ở câu cuối trong câu trả lời của speaker 3, bạn ấy đã đề cập đến rằng là life is also peaceful and simple here. Cho nên đáp án của câu 5 này của chúng ta đó chính là B. Simple, right? Đời sống ở vùng quê thì rất yên bình và đơn giản. Vậy là vừa rồi chúng mình đã cùng nhau luyện tập một số bài tập để củng cố thêm kỹ năng listening, kỹ năng nghe cho mình. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang luyện tập phần writing, kỹ năng viết nhé. Ở trong phần bài này thì chúng ta vẫn sẽ xoay quanh chủ đề về những điều mà chúng ta thích hay là không thích ở vùng nông thôn. Ở đây chúng ta đã có những đề mục mà chúng ta được gợi ý sẵn ở trong phần like hay là dislike. Như là ở trong phần like chúng ta có low cost of living là chi phí sống thấp này, many cheap things, rất là nhiều thứ rẻ. Hay là ở phần dislike thì chúng ta sẽ có là not many entertainment places such as theaters, cinemas, etc. Không có quá nhiều địa điểm giải trí như là nhà hát hay là rạp phim vân vân. Or poor means of transportation. Phương tiện giao thông thì không quá phát triển hay là kém. Và ngoài những ý được gợi ý trong sách giáo khoa ra thì cô có một vài gợi ý về những điều mà các con có thể sẽ cảm thấy thích hay là không thích về life in the countryside, đời sống ở vùng quê nhé. Đối với phần like thì chúng ta có thể thấy rằng là ở vùng quê thì sẽ ít sự ô nhiễm hơn ở thành phố này, less pollution. Ở vùng quê thì sẽ yên tĩnh và dễ thanh bình hơn, quiet and peaceful. Và cuối cùng, khi mà chúng ta sống ở làng quê thì chúng ta sẽ được gần gũi hơn với thiên nhiên, right? Close to nature. Còn đối với những điều mà chưa thực sự quá tốt ở nông thôn thì chúng mình sẽ có như là ở nông thôn thì sẽ không có quá nhiều cơ sở như là trường học này hay là bệnh viện, not many schools and hospitals. Và một cái nữa đó chính là ở vùng nông thôn thì cơ hội việc làm mà chúng ta có thể gặp cũng sẽ ít hơn đối với ở thành phố đúng không nào? Fewer job opportunities. Alright, và dựa trên những gợi ý này thì chúng mình hoàn toàn có thể làm được bài tập tiếp theo là bài tập số 5, đó chính là viết một đoạn văn khoảng 80 đến 100 từ về những gì mà chúng ta thích hoặc là không thích về đời sống ở nông thôn. Thì ở đây trong sách giáo khoa chúng ta đã được gợi ý để viết về những điều mà chúng mình thích ở nông thôn đúng không nào? Câu mở đầu mà chúng ta có thể áp dụng trong phần bài này đó chính là There are some things I like about life in the countryside. Có một vài thứ mà tôi rất thích về đời sống ở nông thôn. Thì dựa vào những ý đã có sẵn hay là những ý mà cô vừa gợi ý thêm cho chúng mình thì chúng mình hoàn toàn có thể viết được một đoạn văn khoảng 80 đến 100 từ để nói về những điều mà chúng ta thích về đời sống ở nông thôn đúng không nào? Còn bây giờ, đây sẽ là đoạn văn gợi ý của cô mà các con có thể tham khảo nhé. There are some things I like about life in the countryside. The peaceful environment is so relaxing. There are no loud noises or busy streets like in the city. I also love the fresh air and the beautiful scenery. Moreover, people have a sense of community here. They are friendly and supportive, and I feel like I am a part of a family. I can communicate more easily with villagers than with people in cities. The environment is less polluted than in the city because there are just a few cars and factories. Overall, life in the countryside brings me more happiness. Dịch nghĩa qua một chút thì đoạn văn này của cô có nghĩa là có một số điều mà tôi thích về cuộc sống ở nông thôn. Môi trường yên bình thật là thư giãn, không có những tiếng ồn ào hay là những con đường tấp nập như là ở thành phố. Tôi cũng thích không khí trong lành và cảnh đẹp. Hơn nữa, mọi người đều có ý thức cộng đồng ở đây, họ rất thân thiện và luôn hỗ trợ nhau. Và tôi cảm thấy như mình là một phần của một gia đình vậy. Tôi có thể giao tiếp với dân làng dễ dàng hơn là với những người dân ở trên thành phố. Môi trường thì ít ô nhiễm hơn ở thành phố bởi vì chỉ có một vài chiếc xe hơi và nhà máy thôi. Nhìn chung thì cuộc sống ở nông thôn mang lại cho tôi nhiều hạnh phúc hơn.
Vậy là qua bài học này, chúng ta đã được luyện tập để có thể củng cố thêm cho mình kỹ năng listening, nghe và kỹ năng writing. Và đặc biệt, chúng ta đã có thể xây dựng một bài viết khoảng 80 đến 100 từ để nói về chủ đề chúng ta thích hay là không thích điều gì ở đời sống nông thôn đúng không nào? Và bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Đừng quên subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ các bài giảng, sách giáo khoa tiếng Anh sau này của anh Ngữ Jim nhé! See you soon!